Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn quay lại channel của mình bạn. Bữa nay mình sẵn mình mới bắt cái Michael Air Easy Start là để cho không chạy máy lạnh mà không có tốn điện các bạn. Một cắt đi một nửa. Thì mình sẵn đây mình quay cho các bạn coi nhà mới mua của mình rồi mình mới bắt cái máy lạnh mới của người hiệu với mình. Rồi mình mới cái Easy Start này nó mới về để mình quay cho các bạn xem nha. Đây là cái cục gọi là Michael Air Easy Start cho cái máy 5 tấn của mình, 5 tấn 5 ngựa. Thì đây là cái máy này, nó cái cục này có nhiệm vụ nó làm cho chạy máy lạnh mà bớt điện các bạn. Là máy lạnh nó chạy mỗi lần nó đề là nó hút rất là nhiều điện, 60A. Thì cái này nè nó sẽ giảm đi một nửa hay là 60%, 60%, 50%. Đó. Thì đây là cái wire, cái cách wire nó có 3 sợi dây, 4 sợi dây các bạn. Đó, một sợi dây nâu. Sợi dây nâu sẽ lấy từ ai muốn bắt thì coi cái dây connection này, mua cái này ở trên các bạn có thể order ở trên Amazon hay Michael Air, cái này rất là hot, rất là hiếm hàng. Order phải mất khoảng 2 tới 3 tuần mới có. Đó, cái này rất là nhiều người mua các bạn. Tại vì chạy máy lạnh với chạy heat pump bây giờ rất là tốn rất là nhiều điện, hay là xài solar hay là cúp điện chạy bằng generator thì có thể không có chạy được máy lạnh. Đó, máy phát nổ thì các bạn có thể không chạy được máy lạnh, thì các bạn bắt cái cục này vô á thì các bạn có thể lúc mà cúp điện á, mùa đông bão hay là bị sấm gì á, các bạn chạy máy phát điện có thể nhà vẫn có điện có heat, các bạn có máy lạnh có heat. Đó, thì đây mình chỉ cho bạn, mình cho các bạn xem. Nó có bốn sợi dây nâu á, thì các bạn connect vô cái compressor. Cái sợi dây trắng á thì các bạn connect vô cái T2 của cái connector đó. Một cái sợi dây cam á thì connect vô compressor hơn ở trên capacitor. Và một cái sợi dây màu trắng nâu cam, nó có sợi dây màu đen, các bạn cắm vô màu đen của bên một bên của connector đó. Ok, thì cái này nó sẽ bớt đi cái amperage đó của cái máy phát điện, cái máy của bạn, để mình quay các bạn để cho các bạn xem. Và bên hông á thì các bạn có thể thấy được là cái máy lạnh của mình nó đề ba từ 60A mà bây giờ nó chỉ còn có 37A thôi các bạn. Cho nên điện ở trong nhà nó sẽ không có chớp. Đó, có nhiều nhà do cái người ta đi dây điện á nên nó bị chớp các bạn, mỗi lần máy lạnh chạy hay nó bị chớp hay bị nhíu cái đèn, hay là máy sấy chạy, máy giặt máy sấy chạy nó nhíu cái đèn, máy tủ lạnh chạy nó nhíu cái đèn các bạn. Thì bạn bắt những cái cục này vô thì nó rất là ít tốn điện. Máy lạnh nó chạy lúc nó chỉ tốn điện, hút điện lúc ban đầu đề thôi. Cho nên là nếu mà mình giảm được cái đó thì cái bill điện của mình sẽ xuống một nửa các bạn. Đó, nó gọi là Michael Air Easy Start. Cái cục này mua khoảng 300, mình mua khoảng 360 cho máy 5 ton là 5 ngựa. Còn nếu mà máy 2 ngựa rưỡi thì có thể rẻ hơn khoảng 200 mấy các bạn. Đó, thì mình chia sẻ cho các bạn xem cái máy này hiện tại, cái cục này hiện tại rất là hot trên thị trường. Những cái nhà mới có nhiều nhà người ta bắt vô, có nhiều nhà nó không bắt vô bạn, tại cái này là nó optional đó. Nhưng mà chia sẻ cho bạn biết, tại mùa heat wave là cái mùa nóng cực kỳ ở Mỹ, máy lạnh chạy rất là nhiều. Nó chạy một mùa hè máy lạnh chạy đề 6.000 lần một mùa hè các bạn, thì nó sẽ làm quen thì nó sẽ giảm bớt đi cái máy, nó hư cái máy thì máy lạnh nó sẽ chạy khoảng được 15 năm đó. Nếu mà cái máy mới các bạn bắt vô, các bạn biết maintenance đầy đủ thì máy lạnh nó sẽ chạy khoảng 15 năm các bạn. Cho nên là sẵn đây mình chia sẻ các bạn, nếu các bạn có thấy hay thì hãy, mình sẽ để cái link ở dưới phần phía dưới mô tả, các bạn có thể bấm vô đó các bạn mua từ Amazon đó. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video giờ phút này. Nếu thấy hay để bấm like chia sẻ. Bye bye, tạm biệt.